Xin chào buổi sáng, chào một ngày đẹp. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2024. Với tự đề hôm nay đó là thay đổi gia đình của bạn bằng ngọ hiện ngữ. Với chiếc handy hôm nay bạn gia đình của bạn sẽ đạt kết quả trong vòng hai năm để đi hết một cuốn này và cầm trên tay của bạn một cái visa để đến đây, rồi sau đó sau 5 năm tại đây, cộng với cái ngoại ngữ này, thì bạn sẽ nhận được một cây bát bo đức và thay đổi gia đình của bạn đi sang mỹ đó là một câu chuyện cũng là một giấc mơ nếu bạn muốn và để các bạn không phải chờ lâu tôi đi vào chi tiết ngày hôm nay đó là phần đầu của của cái cuốn này ấy, cuốn một này ấy. nó dạy người ta cái gì. Thứ nhất là bạn phải chào hỏi đầu tiên bạn gặp ai gia đình của bạn tại nhà tại cơ quan làm việc trên đường đi Việc đầu tiên cái miệng của bạn phải nở nụ cười ra. Hello. Hello. Good thác Good morning. Và buổi tối đi ngủ chúc bạn gái. Good evening. Chúng ta hãy lặp đi lặp lại nhiều lần và nhiều ngày như vậy cho cái miệng của bạn nó quen đi, à, cái môi của bạn nó quen đi, à thì từ đó bắt đầu bạn có một cái cái âm phát âm rất là chuẩn, ừ. nhớ nha, bạn nên nhớ. đầu tiên hello hello tiếng đức là good tag good morgen good evening ba loại chào buổi sáng buổi trưa và buổi tối cái miệng của bạn là phải bung ra bung ra thì mới có tiền lô bung ra thì có mấy tiền gọi lô được đó là việc đầu tiên À, còn các em mà bắt đầu đã 12 tuổi thì gia đình nên đầu tư cái này. Nếu có khả năng nữa là cái này. Hai cái này. Cái này, cái này trên đường đi lúc thời gian rảnh rỗi khi về nhà các bạn phải dùng cái này cho con ngồi vào bàn và cũng dính tôi vào buổi sáng quýt morgan ngồi tại đây để chia sẻ với quý vị hôm nay chúng tôi mình đi vào cái vấn đề dành cho khoảng cho những cái lớp mà khoảng đậu lớp 10 đi thì cũng 12 đến 15 tuổi nhé ừ trên cái này phải thường xuyên nếu bạn nào thích ngay từ đầu a b c thì hãy vào đây xem đánh đánh chữ bằng ngoại ngữ đàng hoàng tiếng đức bằng cái hình này nè ha bạn lên Google cho tôi hình này bạn lên google bạn lấy ivz xong cho tôi rồi khi bạn đánh á, lên như thế này iver z sùng lên là phiên dịch đó nó sẽ hiện ra trong đây nó sẽ hiện ra bạn muốn chọn ngôn ngữ nào thì bà chọn nhưng mà ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ đức và việt nam Thì bạn kéo xuống cái handy này bạn kéo xuống Thì nó hiện ra cái chữ IBZ xung ở đây Đó là trường hợp thứ nhất Còn trường hợp thứ hai Cái handle đi nào nó cũng có cái, cái app URZ xung. Nó như thế này. À, thì anh chị bấm vào bên này Überjetung hay là phiên dịch Đức và Việt Nam chẳng hạn Phiên dịch Đức và Việt Nam Thì ở trong đây nó hiện ra Trong cái này thì bà, bà đánh tiếng đất lên đánh lên đất lên lên cô cờ đánh lên youtube đánh tiếng đất vào đó sẽ nó hiện ra tất cả các các clip các clip dành cho các cỡ từ đầu nè abc cho đến người lớn trong đó các cỡ hết ừ. hôm nay hôm nay mình chỉ chia sẻ căn bản cái nào khó nhất cái nào mà khó nhất khó luyện nhất khó luyện nhất và khó khó người đất khó nghe nhất là cái số 12 hai là cái số 12 các bạn cái số 12 hai à. là swift nó rất là khó nha nó có chữ ô và nó có chữ chấm trong là hai chấm trên đầu ừ. À. và cuối cùng của nó nữa là nó có chữ f ở nằm ở phía sau mà các bạn không chủ các bạn mà không luyện tập cái từ này á thì là khi mà bạn đếm từ mổ cho đến chữ số 12 là người đức nó không nghe được bây giờ mình bấm lo để các bạn nghe thử nha Vâng. Yeah. À, nó có chữ L đằng sao L Và cái chữ S Nó nằm ở gần sau Cho nên nó vừa đánh Vừa có cong lưỡi lên à, Anh đánh cái lưỡi Anh đánh ra một cái Và có Là cong cái lưỡi chữ L lên Và phải có chữ Gió một tí xíu nữa Là chữ S f, à, khi mà chữ f, chữ l, chữ lòi ra rồi á, Là bôi lại. Ừ. f, à. cho nên mình khuyên các anh, các chị từ một, hai vai từ đây đơn giản ha yeah. i đây đơn giản đơn giản thôi là đọc nhưng các bạn còn phải viết nữa nếu mà các các em còn phải viết nữa à, luyện tập nghe nè luyện tập viết nè luyện tập đọc nè nó mới vô não được khi mà nó đầm, nằm trong não rồi thì là nó mới phát âm ra được và khi đã phát âm ra được thì các bạn lượm đô la lượm oigo có đơn giản vậy thôi ice swipe right phi phong cái từ số 5 nữa À. Cái số 5. Yeah. Trong đây có cái số 5. F nó là F mà có nó U nó có hai chấm. Ha, chữ U mà nó có hai chấm. Ừ. ừ. Bạn đưa cái lưỡi ra cái bun của bạn bọn chống lại ừ à phùm 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 phum à bà nghe phùm 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 à, à. bạn có nghe tiếng gió bước đầu thì mình nghĩ nếu mà ai học này nghe không nổi đâu rất là nghe mà nghe chán lắm bạn tại là ngồi là bà học bài uyên bà luyện nhưng mà bạn bạn nghĩ trong đầu hôm nay tôi khổ ngày mai tôi sẽ đổi đời thì bác, các bạn mới ngồi được còn bác mới dài từ các bạn là chán rồi bạn mới 18 tuổi tôi sẽ cầm cái này thì bạn mới làm được còn nói bạn đúng 18 tuổi mà bạn không cầm này không cầm được cái visa đi qua đây từ hà nội đi qua đây hoặc từ sài gòn bạn đi qua đây thì bạn không làm được mà tại sao tôi cầm cái này cho bạn đây là cái tấm gương mà bạn nên theo Ngày hôm nay Mình chỉ chỉ cầm cái handy Bấm phát là nó lên Nhưng mà ngày xưa Tôi Dùng cả cái cuốn từ điển này các bạn nè, Nát hết rồi nè Nát hết ha. Nát hết bạn Hình như nó cũng trở thành vô museum của tôi rồi đó thì từ cái nát này thì bạn mới được cái này còn không thôi bạn không được cái này mà không không được cái này á cả dòng họ của bạn cũng không được bước chân vào đất nước Hoa Kỳ. Vì đất nước Hoa Kỳ nó khi một người ở đó có thể bảo lãnh cả dòng họ hàng đi qua bệnh. Và từ cái này ở đây, sau khi cái này ở đây, bạn có thể qua bên Hoa Kỳ làm việc được. Đó. Cho nên Cái clip này hôm nay là bắt đầu tôi đi vào từng chi tiết một và những gì mình đã có kinh nghiệm mình muốn chia sẻ thôi à, và những cái gì khó nhất để bạn nắm bắt được và luyện tập nó uhm. chữ, ừ. chữ phum này nó là f à, f f phum là u nó có hai chấm phum ừ. còn mới nãy cái chữ tử... cái chữ tử... swerve swerve hả à, nghe chưa swerve 12 Zwölf. 12. À. 12 12 Bạn nên nhớ phải luyện luyện cái cái số mười hai này và cái số năm. Rồi mình nói hai chữ đó nếu bạn nên luyện hai chữ đó phun luyện đó phải đưa cái môi nè cái môi nè cái, cái môi lại cái hàm của bạn đậu cái lưỡi nữa phải dùng cái lưỡi và dùng cái miệng đó có khi chữ cái lưỡi cái lưỡi của bạn đó là chữ ăn lờ hiểu không khi mà cái l cuối là bạn phải đánh được chẳng hạn như là chữ nè à đưa cái lưỡi ra đưa cái lưỡi ra và đưa đưa cái lưỡi ra, ra và đưa lên nè à nè phải có chích gì nè à thì nó mới lòi ra và khi mà nó lòi ra thì tay nó mới nghe được thằng đất này nó mới nghe được là nó mới hiểu được anh được à thì anh mới lộn tiền của nó được còn không không khó luận tiền còn chữ còn một chữ nữa à. để tôi đánh chữ a khai trắng à ấn đường à Yeah. chữ Enderong, chữ Enderong ở trong đây nó không Enderong à Enderong đấy à Enderong bây giờ tiếng Việt Nam là cái gì Sự thay đổi. Sự thay đổi. Änderung. Änderung. Ừ. Chữ A có hai cấm ở trên. Ha. Là E. Änderung. Nó đọc là Änderung. À. các bạn có nhìn thấy không đây chỉ cho các bạn thấy rồi bây giờ sự thay đổi bạn đánh tiếng việt lên chỗ y vừa với z xong á sự thay đổi thì nó lòi ra cái chữ là android Änderung. 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 À. Änderung. Änderung. Thì chữ A có hai chấm. Thì bạn phải phát âm là E. Đưa cái lưỡi ra. E. Änderung. E. Ha. Đưa cái lưỡi ra nha bạn phải đưa lưỡi ra e là không được e n đưa cái môi này xuống n đồ rùng ừ. thì cái này nó dễ hơn một tí xíu nhưng mà cho các các quý vị biết là có ba loại chữ đó là có dấu chấm trên đầu chữ u chữ U có hai chấm, ừ, à. Mà chữ O có hai chấm là ừ, ừ, chu cái miệng lại, ừ, và chu tròn lại, ừ. 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 ừ, 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 à, chữ 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 O có hai chấm là, là cái cái liếc của bà, này. cái liếc của bạn phải tròn đưa về bằng trước, u o u u à cái u ừ. nó giống như dầu rồi, ôi u à dầu á dầu ăn dầu đồ, đó. mình truyền tới nữa, nhà mình nó đặt u ừ. à nó đứng NL l có dấu chấm NL l có hai chấm đó là u à. còn u có hai chấm bằng u u đây là u bùng luyện tập đó. và đánh cái chữ luyện tập lên thành nó lòi ra chữ u có hai chấm đó là ba từ nãy giờ mình đưa các bạn chia sẻ lại các bạn lại các quý vị năm từ thôi nhưng mà nó oh, rất là quan trọng rồi thứ nhất là cái số nó mà Swift. À. Swift bùng bụng à, enderum năm từ bạn năm từ này bạn mỗi ngày mỗi ngày bạn phải luyện tập ha còn mấy cái từ a b c lên cái laptop này chỉ cần lướt qua một ngày nó cũng giống như là tiếng việt của chúng ta lướt qua sơ à, dễ đọc dễ nhớ rồi từ từ nữa mình sẽ đi tiếp từng chi tiết một là cái gì hôm nay mình cái số từ số 1 đến số 10 thì ok I swipe to you lên đây nó bình thường nó giống như là tiếng Anh nó giống như nhà mình 1 2 3 4 nhưng khi mà nó tới 12 15 nó theo dọc gì à, nó theo từ dọc từ đây qua đây nó tới 20 cái số 20 nhưng mà nó đã 21 rồi á bắt đầu 21 bạn phải đọc ngược lại ha số 1 trước số 1 ở về ở sau trước với số 21 á là bạn phải đọc số 2, số 1 trước Rồi mới tới số 2 ha. Bây giờ bạn nghe nha 21 Dạ Trước tiên là I Và 20 ha. Là 20 là Số 1 trước Có chữ Và ở trong đó nữa và chị nhưng mà việt nam ngược lại việt nam theo chiều này nhưng mà đã tới số 20 là bạn phải đi ngược lại à, 20 là gì bạn phải đi ngược lại 21 à 21 à thế nó ngược không còn kia là 21 I 21 à nó là vậy gì nha từ 21 đến số 100 luôn đó từ từ bắt đầu bà viết lên bà viết lên bà đọc bà đọc bà nghe và đọc bà nghe và nghe, nghe cái lỗ tai này là vô vô bên đây bước đầu bà vô bên đây thì nó chạy bên đây nhưng mà dần già một ngày hai ngày một tháng hai tháng rồi một năm là nó cũng tích lũy được một phần nào đó trong đây Đúng không các bạn? Không ai mà nó từ đây nó đi tọt hết Nó cũng phải tích lũy một phần nào đó Tối dụ 10 chữ Thì đến một lúc nào đó Nó cũng tích lũy cho bạn được 7 đến 8 chữ Nằm ở trong đây Khi mà nó đã nằm trong đây rồi Thì là Giống như là núi lửa bằng phun trào nó ra khi bạn đến đây bạn làm việc tại đây bạn học tại đây thì giống như là một cái lối lửa nó ở trong đây đến lúc nó phải phun trào ra thì từ đó thì rồi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì tại đây và có thể là toàn cầu tôi nói xa hơn là có thể toàn cầu Để đơn giản vậy thôi và video đến đây mình chia sẻ ngắn gọn những cái gì mình đã trải nghiệm qua bao nhiêu năm tại đây sống và làm việc tại đây. Nếu quý vị hoặc các em, các anh các chú có cảm nhận được hoặc bổ ích cho bản thân mình và gia đình mình nên chia sẻ tôi làm này đây cũng là một cái lòng từ bi bác ái để đưa con clip này lên để sau này cho những cái lớp trẻ nhìn thấy được và nó học hỏi còn đối với quý vị thấy cái clip này hỗ trợ mình để cái clip sau mình sẽ dẫn dắt quý vị thêm những cái từ mới trong cuốn sách này còn nhiều lắm các bạn và tôi còn nhiều những cuốn sách khác nữa lời cuối xin cảm ơn lắng nghe sau cái này bằng tiếng việt mình cũng làm một số clip một số clip ngắn và những cái clip dài bằng tiếng Đức lên đó bằng theo dõi khoảng 10 15 phút bạn ngồi bạn nghe anh chị cùng nghe nó thấm vào đầu thì mới được cũng như tôi cũng có một cái ước mơ năm 12 tuổi năm 12 tuổi tôi cũng đã mình cũng đã có một cái ước mơ cho nên hôm nay mình mới thành thầy thật và mình muốn chia sẻ lại những gì mình đã đạt được và lời cuối nhớ đón xem clip kế tiếp xin chúc một ngày vui vẻ